Xin chào quý vị khán giả, thì hôm nay anh em chúng tôi là tiếp tục hành trình khám phá đất Hoàn Lạc. Và hôm nay thì có tới xã Cổ Đông để xem một vài bất động sản ở đây và xem tình hình cái cảnh quan ở đây như thế nào các bạn nhé. Đấy, thì ở đây sẽ có một số khu vực người ta xây làm homestay đấy để nghỉ dưỡng, rồi là một số lô đất đã phân ra và đang chào bán. Thì chúng ta sẽ xem là khu vực này có nên đầu tư hay không các bạn nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình ngày hôm nay. Nó cũng thuộc xã gì? Nó là xã Cổ Đông anh. À, xã Cổ Đông luôn. Xã à? Cổ Đông của thị xã Sơn Tây. À. Bên ở xã Cổ Đông. Thị xã Sơn Tây cũ à? Dạ vâng. Yeah, cái Cổ Đông này là nó được Hòa Lạc lấy một phần nhỏ trên chỗ Cổ Đông này về. À, cái này giáp Sơn Tây luôn rồi à? Vâng ạ. Nó bản chất đó là ngày trước nó là Sơn Tây anh. Bây giờ trên thông tin sổ vẫn là Sơn Tây nhưng mà câu chuyện là nó cắt về Hòa Lạc. Đây đến ngay chỗ trên cái biển kia là mình sẽ phải vào. Đây. Trên này thì để đầu tư dài hơi. Dài hơi tầm 2-3 năm. Trời này thấy cái homestay ở đâu nhỉ? Đây chút nữa em đưa anh đi tham quan một chút cái homestay. Đi rộng rộng lúc nào cũng có làm vườn nhỉ? Ở trên này là toàn bộ những cái quỹ đất như những cái tường 15 mà xây bao quanh này là toàn bộ dành cho các cái bán vậy. Những người ở trên trung tâm Hà Nội người ta đã mua về đây sở hữu rồi. Trước mắt mình bên tay trái là cái homestay. À, bên tay phải này cảm giác vẫn là có. Cái khu này ngày trước cũng là chúng em bán đấy. À. Bán hết rồi đấy ạ. À. Tường rào này là toàn bộ là có chủ hết rồi chứ. À. Nó gọi chưa về đây xây đâu. Khu này do khu xanh villa nào? Nếu mà so với xanh khu và khu xanh villa, khu này còn đẹp hơn xanh villa. À. Vâng. Em cũng thấy khu này là em cảm thấy là giá khu này rẻ hơn. Nhưng nếu để chọn khu này và xanh villa thì chúng em chọn khu này. Này nó ăn được cả công nghệ cao, ăn cả được bên đại quốc gia. Bên xanh villa chỉ ăn được một chòm nhỏ của bên đại quốc gia thôi mà lại tăng qua đại lộ Thăng Long. Hiểu tại sao mà các ông lớn ở Hà Nội, các ông nhiều tiền, ông về đây đã mua cách đây nhiều năm về trước để mà xây được các homestay ấy. Các ông là mua để đón đầu sau này về trung tâm Hà Nội theo cái con đường Hồ Tây Ba Vì anh ạ. Anh muốn đi xem một chút cái homestay không? Có sao không? Nói chung là nó chỉ quanh ở đây gần chỗ đất rồi mà. Ờ thì gần đây thì à, tiện đi luôn. Cho anh các anh đi ngắm luôn. Trên này thì rẻ, một lô 60m nó chỉ rơi vào tầm 1.2 một lô thôi. Nó xa hơn một chút đấy. Nhưng về cái độ tiềm năng thì về sau này nó đầu tư dài hơi một chút thì khá là ok. Này tường nó xây hết tường nhà, đường nó xây hết tường. Ừ. Nhưng mà cái tỷ lệ xây dựng về ở đây cũng chưa cao lắm nào. Đấy anh đến cái chỗ bụi tre anh sẽ sáng nhé. Cho anh vào xem cái cung xây. Còn đây đi thẳng là tới đất. Ừ. Để em cho anh vào vòng ở trong những cái ngõ này. Vâng. Có đấy. Úi xa, biển chìm của homestay chìm. À. Đây này, bên phải cũng phải đây. Ừ. Đây à. Máy đỏ. Đây là người ta đã về ở chứ hay là người ta mới xây để đây đâu nhỉ? Đây, xây cơ bản là bây giờ xong là cũng đón khách về nghỉ dưỡng ấy. Đón khách nhiều rồi, cuối tuần là những ô tô, có những ô tô 30 chỗ, 45 chỗ là về đây nhiều chứ anh? Tại vì anh tưởng tượng là ví dụ về đây thì đơn giản như các cái dịch vụ như ăn uống các thứ là đây chưa có. Khép kín hết anh. Bên trong á? Khu resort này là khép kín hết chứ anh. Ăn tại đây luôn à? Ăn tại đây thì ai cung cấp? Bên trái này. Nhà hàng đâu?
nhà hàng trực tiếp ở trong này luôn, thực ra không phải là nhà hàng lớn đâu. Ừ, nhưng mà ví dụ tí anh thử xem cái nhà hàng, khu nhà hàng nhà nhất xem nó có không, ví dụ thế. Ở ngay ngoài khu ngoài trục đường chính ở bên đường vừa nãy mình chưa rẽ vào thì nó có cái nhà hàng ở ngoài này. Thì phải đi ra ngoài đấy đúng không? Trong này trong những cái khu này thì nó sẽ phục vụ ít ra là phải có ăn sáng, ăn điểm tâm các thứ đấy, mình ví dụ mình thế. Đơn giản như làm lon vào húc cũng phải có, tìm là đi ra tận kia mua thì nó sẽ là bất tiện chẳng hạn thế. Đến cái chỗ ngay đây, rẽ bên trái. Rẽ bên phải. Đấy, đang đâu lên lên đằng trước. Chưa bảo lên trên đằng trước. Anh nhìn thấy rồi, bên trong nó rộng lắm. Cái rẽ phải đi. Đây là toàn bộ khu này đều là đông cổ đông hết đúng không? Vâng ạ. Cái câu chuyện anh thấy đấy, trong ngõ ngách cái thứ nhỏ thế mà nó cũng đổ hết đường nhựa đấy ạ. Đúng. Khu này thì nó thiên về dưới nhà giàu. Này, ví dụ như những ông nào có nhiều tiền thì cứ vứt ra tí cũng phải cả về nghỉ. Được. Mua này, nói chung cũng được, mua này được. Cảm giác nó như ở bên Nhật ấy nhỉ. Cảm giác mua này mua cả mua to, mua lô to. Mua này những nhà giàu là về đây nhiều. Ví dụ ông nào nghìn tỷ thì cứ vứt ra tí cuối tuần cứ về chơi thứ đây được. Đấy nhìn này, những cái ô bình thanh bình ấy. Xây tường bao mà có tường có cổng hết đấy. Là có chủ hết rồi đấy. Chắc anh nghĩ là muốn ăn uống gì thì chắc là phải ra ngoài kia. Hoàng Yến Garden này anh này. Là cái gì đây? Nó cũng là khu nghỉ dưỡng đấy anh. Khu nghỉ dưỡng luôn. Rộng nhà. Sau này cái này nhà vườn rộng ghê. Một căn rộng, nó rộng bao nhiêu mét? Rộng ghê nhỉ. Cái này nó phải vài nghìn mét à nhỉ? Rộng lắm anh ạ, à. Trong đấy nhìn thấy thôi, rộng, xong rồi nó có nhà sàn, nhưng rồi nó có cả biệt thự. Nhưng bây giờ mình muốn vào thăm một căn không, không vào được đúng không? Cái này mình nếu mà mình muốn vào thì được thôi. Mình cậu ý là mình muốn vào ngó tí không được đúng không? Không được. Xem bên trong như nào. Đường vào nó sâu thật. Thế là vừa đưa các anh đi tham quan thôi, còn bình thường nếu mà đi là đi đường to, kia vào đất này là toàn đường to thôi. Đây là đâu nào ông nông nào xây quả nhà to đấy nhỉ, nhà Nhật này to đấy, xây xuống đấy, ông nào xây quả to đấy nhỉ, xây không to thì ở đây thì bình thường như so đây cũng to rồi. Này này, có cái garden này, An Garden này, ngày chị vừa rồi chúng em phỏng vấn người ở Hà Nội về đây thuê là 12 triệu một ngày. Và đây là một số lô đất đang chào bán với diện tích là khoảng 62-63 mét vuông đấy, và cái giá chào đang là khoảng 20-21 triệu đồng. Thì ở đây nó có một số ưu điểm, đó là thứ nhất là ở một cái mức độ giá trị vừa phải với những nhà đầu tư mà ít tiền. Cái thứ hai là nó cũng sẽ đón đầu với con đường Hồ Tây Ba Vì đi qua đây. Đấy. Thì tất nhiên một thời điểm mà trầm lắng như thế này thì chúng ta một là chúng ta có thể xuống tiền, hai là chúng ta có thể quan sát thêm, thì đấy là tùy cái đánh giá của từng nhà đầu tư. Đấy, quý vị và các bạn có thể cân nhắc và có thể để lại bình luận trong video này, chúng ta có nên đầu tư vào khu này không. Một lần nữa xin chúc các nhà đầu tư sẽ có những quyết định sáng suốt trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.